Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe, ví dụ như là AB này, Vision. Mình sẽ đi từng mẫu cho anh em. Thì đồng hành giới thiệu mình trong này thì có ông Liếng, sự trợ giới thiệu ông ngoài Liếng. Hello cả nhà ha, tiếp tục review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe Honda Vision và dòng xe Honda AB ha. Hiện tại trong tháng 12, tháng 1 này và tháng 2 đang có mức giá như thế nào, và hiện tại đang có hỗ trợ chương trình cho anh chị em ha, giảm ngay một combo 5 triệu đồng bao gồm là 2 triệu đồng xe lại và một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng khi cả nhà mua xe. Có đặt lịch trước cho em biết con số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064 ha. Thì Vision trước thì em đã có lên cho cả nhà xong AB về 3 màu này, từ màu cam, độ bằng đại 3 sọc này, cam đen. Màu cam này, xe màu xanh này, màu xanh xi măng này, em xe màu hay tím, là xanh màu tím này. Hiện tại thì em báo giá Vision là từ bảng thấp nhất cho tới bảng cao nhất, hiện tại giá sao? Quá thường đang hỗ trợ cho cả nhà là chỉ có 31.900 thôi nha. Chạy trước cho lý chỉ cần 4 triệu đồng là sửa xe rồi. Còn đối với bạn khóa smart cây thì có mức giá là 33.900, chạy trước thì chỉ cần là 4 triệu đồng là luôn là sở hữu xe ha. Sơn độ thì cộng thêm cho Luyến 2 triệu là sở hữu về một màu sơn ha. Thì Luyến có hỗ trợ là sơn độ màu theo của khách hàng nha anh chị em, mà ngoài những màu ra muốn sơn lên ví dụ là màu đỏ, trắng này, trắng đỏ, trắng xanh rồi trắng hồng, tất cả các màu sắc Luyến có hỗ trợ là sơn độ theo cầu mọi người luôn ha. À, có nhiều anh em hỏi là sao không quay màu zin. Màu zin thì nó nằm trong kho, lâu lâu thì mình quay kho, thì anh chị Hoàng biết là số lượng màu zin rất là nhiều, nên có nhu cầu thì mình cứ nhắn tin ha. Ở đây mình quay màu đủ thôi. Ok, mình chuyển qua dòng AB đi ha. AB thì nó có 125 này với lại 160 ha, 150 giờ bỏ mẫu rồi nên cũng hiếm hàng rồi mọi người. Đây là những mẫu sơn 3D ha. Đây có một em xe một AB 160 đặc biệt này. Sơn 3D 125 thì có màu tím này và màu em này là màu trắng ha. Màu trắng cam. Hiện tại đang hỗ trợ cho cả nhà chỉ có 40.900 đối màu zin và 42.900 đối với màu sơn 3D ha. Liên hệ trước cũng được giảm ngay 2 triệu đồng xe lại ha. Rồi, đây, AB 160 này. Đây là em xe phiên bản đặc biệt ha. Mức giá hiện tại đang hỗ trợ cho cả nhà chỉ có 54.900 đến 56.900, thì phiên bản trả trước chỉ cần 8 triệu đồng mà sở hữu xe, còn AB 125 trước chỉ cần 4 triệu đồng mà sở hữu xe rồi ha. Liên hệ trước cũng được giảm ngay 2 triệu ha. Ok, thì đó là giá xe. Anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào.